Đấy, qua cái cầu này là tới ủy ban này. Đấy, ủy ban và trường học cấp cấp 1, cấp 2 đó nhá. Đấy, và chợ Búa nha quý anh chị nha. Đấy, đây toàn nhà cao tầng mái thái không chú quý anh chị nha. Đó, đây khu dân cư thì cực kỳ đông đúc nhá. Đó, em quay đây là quay cái tiện ích xung quanh nha quý anh chị nhá. Đó, đi theo con đường này nha quý anh chị nhá. Đó, đây, theo con đường này đi ra cái lô đất cho quý anh chị xem và tham khảo này. Đó, quý anh chị đi ra theo con đường này, lấy cái lô đất cho quý anh chị xem và tham khảo này. Qua cái nhà này một chút nha quý anh chị nhá. Sát vào cái nhà gỗ đó là tới lô đất của mình rồi nha quý anh chị nhá. Đây, cái lô đất của mình đây nha, có cái phía mặt đường sáp và cái nhà gỗ đó nha quý anh chị nha. Đó, sáp cái nhà gỗ này này là diện tích của mình là 30 sâu 87. Đất đây có thể lên được thổ cư nha quý anh chị nha. Đấy, mặt tiền đường tỉnh lộ đó là 30 mét sâu 87 nha quý anh chị nha. Đó, đi ra đằng sau quay phía đằng trước.